Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Rất nhiều các bác comment trên kênh của em hỏi bên em là địa chỉ ở đâu và giá thành của các dòng điều hòa của bên em như thế nào. Thì trong cái video này em xin cập nhật cho các bác giá thành các mẫu 9.000 của các thương hiệu có mặt ở đây mọi nhá. Em xin đọc nhanh giá để các bác không phải chờ đợi lâu, bởi nhiều các bác bảo là chỉ cần giá thôi còn không cần giới thiệu tính năng. Tuy nhiên thì em cũng xin đọc giá từng model một và chính sách bảo hành thôi nhá. Còn tính năng em không phân tích nữa, chỉ đọc giá và chính sách bảo hành thôi để các bác lắm bắt được một số thương hiệu ở đây. Đấy, còn địa chỉ của em thì nằm ở trên km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Các bác nào ở gần có thể qua trực tiếp showroom bên siêu thị để mà trải nghiệm sản phẩm, đấy, tham khảo giá. Ok, thì em Long hôm nay sẽ cập nhật giá từng model một mọi nhá. Các bác nào yêu mến em có thể dành tặng cho em Long những nút like và nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để xem các video mới nhất các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hiện tại thì đây em có Daikin, Bala, LG, Samsung, Copper, Gri, Aqua, Sharp, Mitsu và một số thương hiệu Fuliki Media nữa. Thì ở phía bên này em đang có con Copper và Samsung kia ở ngoài này, đi từ ngoài này vào trong các bạn nhé. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có những dòng Copper 9000. 9000 ở đây em có con Inventor tiết kiệm điện. Có con Inventor tiết kiệm điện ở hàng của Thái Lan, bảo hành 3 năm toàn máy và 5 năm của lốc máy. Giá bán đang bán là bao nhiêu đây ạ? 6 triệu 850. Các bác nhá. 6.850.000 tặng các bác chọn gói cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện cho con 9000 Inventor. Còn con cơ thì các bác sẽ rẻ hơn khoảng 1 triệu đồng. Cơ 9000 sẽ hơn 1 triệu đồng rồi nhá. Đấy là của bên Copper. Còn phía bên này là hàng của Samsung. Hàng Samsung xuất xứ Trung Quốc và bảo hành 2 năm toàn máy, 10 năm của lốc máy. Dòng 9000 chúng ta có dòng Inventor tiết kiệm điện. Giá bên em đang bán trọn gói cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện là 6.650.000. Thì các bác lưu ý giúp em là cái giá này tặng các bác trọn gói cả công và vật tư lắp đặt các bác nhá, chứ không phải là giá máy không thôi. Nếu các bác lấy máy không các bác trừ đi 800. Thì đây là giá bên em được tặng số lượng như này. Bên em sẽ tặng cho các bác là công lắp đặt này, vật tư bên em tặng 3 mét ống đồng, một bộ giá đỡ dàn nóng, ống thoát nước thải mềm 5 mét, dây điện được 7 mét, bảo ôn, băng cuốn, các thứ vật tư phụ đầy đủ một bộ. Nếu mà dùng vượt quá cái số lượng bên em tặng như thế này thì các bác sẽ tính tiền thêm luôn theo cái bảng đó. Và nhà các bác nào mà chưa có lỗ chờ, bên em sẽ về đục tường cho mọi người. Khoan đục sẽ là đục phá tường là miễn phí, đục bê tông ấy là phá tường là miễn phí. Còn các bác muốn sử dụng hệ thống khoan rút nói để mà tạo thành một cái lỗ tròn tròn, ví dụ như tường như này, các bác tạo thành một cái lỗ tròn như này, tròn xoe như này, không bị sứt mẻ gì, thì hệ thống khoan rút nói đó có tính phí là 150.000 một cái lỗ cho các bác. Và không kèm automat, nhà các bác nào mà có automat rồi thì thôi, còn không thì chúng ta mua thêm là 60.000 một cái. Bên em sẽ giao lắp miễn phí vận chuyển trong bán kính 20 km đầu tiên. Xa hơn thì bên em sẽ tính thêm phí vận chuyển, trong tầm độ 30-35 cây bên em sẽ về được. Còn xa quá thì bên em sẽ không về được mọi nhá. Chỉ bán máy thêm cho các bác thôi. Các bác về thuê thợ và mua vật tư ở nhà, em sẽ lấy cái giá bên em đọc trừ cho các bác 800.000 để các bác về thuê thợ và mua vật tư. Ok, con ở bên này thì chúng ta có con của LG. Ôi, không nan man nữa, chúng ta đọc ngay giá và bảo hành cho các bác nhé, xuất xứ luôn. LG 9000 chúng ta có con V10 Win, hàng Thái Lan, mới nhất 2023. Bảo hành 25 toàn máy và 15 của lốc máy. Bên đang bán giá chọn gói lắp đặt là 7.920.000, là chọn gói cả công và vật tư lắp đặt của nhá, cho con 9000 của LG. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có thêm các thương hiệu, đó là của Daikin và Panasonic. Bala thì chúng ta có các dòng 9000 máy cơ và máy Inventor. Máy cơ thì em đang có con N9WKH ở đây. N9WKH, toàn bộ hàng của Panasonic thì xuất xứ ở Malaysia và được bảo hành là 1 năm toàn máy và 7 năm của máy nén. Con 9000 dòng cơ thì bên em đang bao trọn gói lắp đặt là 9.700.000. Con Inventor là dòng tiêu chuẩn, chúng ta có XPU9XKH. Tiêu chuẩn bên em đang lắp đặt trọn gói là 10.370.000. Cao cấp thì em có con U9ZKH. U9ZKH là con cao cấp của nhá. Bên em bao trọn gói lắp đặt cho con này là 11.650.000. Và con cao cấp nhất đó là con XU9ZKH.
XQ9 gia cắt thì BM cũng bao trọn gói cả công và vật tư lắp đặt cho mọi người là còn 12.520.000 là cả công và vật tư lắp đặt mọi nhá. Ở phía bên này thì em có thêm các dòng của Daikin. Em sẽ cập nhật rất nhanh thôi để các bác nào mà muốn xem video của em có thể xem từ đầu đến cuối, xem tất cả các cái model khác nhau. Và rất nhiều các bác xem kênh của em thì chủ yếu là để xem giá và tính năng. Tính năng rất nhiều các bác muốn quan tâm tính năng cũng sẽ xem cái kênh của em để xem tính năng. Còn đa phần thì các bác sẽ quan tâm về giá thành. Nếu mà các bác mua hàng ấy, lưu ý cho em mua hàng lên tìm hiểu tính năng trước, sau đó chúng ta đi tham khảo giá. Đừng quá quan trọng về giá mọi người nhé. Ví dụ các bác quan trọng về giá mà chúng ta không biết model đó là như thế nào, không biết đó là model cũ hay là model mới, và không biết nó là hàng cơ hay hàng inventor một chiều hay hai chiều, mà chúng ta cứ chỉ biết là bán cho một con 9.000 Daikin, Daikin 9.000 một chiều thôi, thì cũng không biết thế nào mà lần về cái phần model và giá thành cả. Con 9.000 FT F25 UV1V. Đây em có hàng của Thái Lan 1V. Hàng Thái Lan. Đây là con model của 2022. Các bác nào mua năm nay thì bây giờ đổi sang đó là FT F25 hoặc 35 đuôi X. XAVMV nó là hàng của Việt Nam rồi nhá. Tuy nhiên thì vẫn còn hàng của Thái Lan cho bán cho mọi người. Với giá chọn gói lắp đặt cho con 9.000 đang rơi vào là 8.310.000 bao chọn gói cả lắp đặt công và vật tư. Đấy là dòng 9.000 dòng cơ nhé, không có tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện thì các bác mua cho em những dòng như là FTKB. Chúng ta sẽ có FTKB WAVMV và FTKB XAVMV. XVMV của nhé. Được các bác, XVMV. Thì đối với đuôi FTKB 25 WAVMV hàng của Việt Nam và model hồi trước 2022, chúng ta có giá thành là đang bán là bao nhiêu đấy ạ? 9.690.000. Còn nếu các bác mua những model mới, ví dụ như là FTKB 25XVMV thì hàng cũng của Việt Nam và đuôi X thì sẽ đuôi mới nhất trên thị trường bây giờ, cũng giá tương tự như thế mọi nhá, tương tự như thế. Ở phía bên dưới này thì bên em sang có thêm các dòng đấy là của Daikin mọi nhá. Daikin chúng ta có FTKB là Inventor, còn FTF là dòng cơ. Phía bên này thì em đang có thêm của Fuliki, Sáp là những dòng giá rất rẻ. Với Fuliki một chiều 9.000 dòng cơ thôi, bên em đang lắp đặt trọn gói cho các bác là còn 5.770.000. 5.770.000 mọi nhá. 5.770.000. Còn đối với 9.000 của Fuliki dòng Inventor tiết kiệm điện, BM đang lắp đặt trọn gói cho các bác là còn 6.750.000. 6.750.000 của Fuliki HIC09TMU, hàng mới nhất bây giờ. Là bao trọn gói lắp đặt không nhá. Các bác mua máy không trừ đi 800. Ở phía con Sáp, chuyên chưa đọc xuất xứ bảo hành cho các bác. Daikin là được bảo hành 1 năm toàn máy và 5 năm máy lén. Xuất xứ em vừa đọc cho các bác rồi. Còn Fuliki, hàng của Thái Lan và Malaysia. Đây là Thái Lan rồi nhá. Hàng Thái Lan và Malaysia chúng ta có bảo hành là 2 năm toàn máy và 5 năm của máy lén. Đấy. Còn đối với hàng Sáp, xuất xứ toàn bộ của Thái Lan, bảo hành 1 năm toàn máy và 5 năm của máy, của dàn tản nhiệt bên ngoài, cũng như là 10 năm của máy lén. Lại chia ra rất nhiều các cái thông số khác nhau. Và 9.000 của Sáp BM lắp đặt là 8.020.000 chọn gói. Phía bên này thì em có thêm thương hiệu của Gri. Gri thì chúng ta sẽ có con Gri một chiều 9.000 cơ là con AMORE9CL. Đây con 9.000. 9.000 của Gri em lắp đặt trọn gói rơi vào là bao nhiêu? 6.850.000. 6.850.000 bao trọn gói cả lắp đặt. Còn đối với con Capper, xin các dòng Sáp Gri 9.000 Inventor GWC09PB gạch ngang K3D4B0 B4 K3D0B4 chọn gói lắp đặt là 7.730.000. Có thêm một con cao cấp của Gri 9.000, thiết kế nó mỏng manh hơn và sang trọng hơn. Đây, hai con nhìn các bạn nhìn thấy khác nhau. Đây hai con cao cấp thì chúng ta đã có con GWC09FB gạch ngang K6 D9A1 chọn gói lắp đặt cho con này là 8.250.000
220.000. 8.220.000, còn kia là 7.720.000. Chênh nhau cũng một vài trăm nghìn thôi. Đấy là của GRI cũng 9.000. Ở phía bên này thì GRI chúng ta bảo hành toàn bộ máy cơ, chúng ta được bảo hành là 3 năm toàn máy, 5 năm máy nén. Dòng Inventor các bác được bảo hành là 5 năm toàn máy và 10 năm máy nén cho điều hòa của GRI. À, ngoài ra thì có rất nhiều các model khác các bác có thể lựa chọn tại siêu thị điện máy của Ecomax tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Ok, cái video lần này của em thì chỉ cập nhật giá thành các dòng 9.000 cũng như là báo cho các bác chính sách bảo hành và xuất xứ thôi, chứ em không có đi quá nhiều về từng tính năng. Đấy, tính năng thì các bác xem các video sau hoặc là các video trước em đều cập nhật cho người đều phần tính năng cả. Ok, em Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo.